Wow, cao quá, bắt tay không ướt cái. Trời ơi, ông mới kéo chân đó. Mới kéo chân, dài quá. Cao đẹp trai quá trời luôn. Bê lên hơi đi. Rồi, chụp hình nha. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3. Trời ơi, lên mẹ nó con tôi thấy mẹ luôn. Hello các bạn, đã trở lại với channel Thương Nguyễn Nhiếm US. À, hôm nay thì mình có đến tham quan nhà hàng của anh Khoa Bất. Thì mình biết là ổng đã khai trương nhà hàng vào ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 3, cho nên mình chạy từ Dallas xuống Houston để mà tới tham quan nhà hàng cũng như là ủng hộ ổng trong ngày khai trương luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong nha. Thì ở đây mình thấy là mọi người đậu xe rất là đông. Bình thường thì cái khu này hôm trước mình có tới một lần mà chưa mở cửa thì không có xe, rất là vắng. Hoàn toàn là cái building này trống luôn, nhưng mà hôm nay thì đậu xe rất là đông, đậu gần hết cái parking luôn rồi. Nguyên một cái khu vực cái nhà hàng này thì mình đoán là ở trong chắc là cũng sẽ đông lắm á. Hồi sáng nay thì mình tính là đi sớm, 5 giờ mình đã dậy rồi, thì nghe nói ổng mở cửa lúc 11 giờ, thì tính là tới đây là lúc ổng khai trương luôn, nhưng mà thành ra khởi hành cũng bị trễ, với lại các bé Nhiếm phải chạy xe chậm chậm thôi. Rồi cũng phải dừng lại mấy chặng để nghỉ ngơi, thành ra tới xuống đây là tới 22 giờ luôn rồi, là trễ hơn 1 tiếng đồng hồ. Nên mà vô trong để coi coi hôm nay ổng khai trương thì như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô trong nhé. Đây, đây là khoang cảnh nhà hàng Khoa Bớt nè. Đây là cái bảng Khoa Bớt Hot Bớt của ổng. Đây, bên đây thì cũng có một cái bảng Khoa Bớt Hot Bớt nữa. Phía ngoài thì mình thấy có cái hoa của ngày khai trương, với lại có những cái sát pháo này rất là nhiều, thì chắc là sáng này cũng khai trương rất là nồng nhiệt. Đây là ông xã của mình, chị bé Nhiếm. Sao ông vô lấy bàn chưa? 2 tiếng rưỡi. Wow. Ê, mặc áo cho con kỳ quá à. Kéo áo đầm của mình xuống coi. Trời ơi. 2 tiếng rưỡi nữa hả? Mà giờ vô trong tham quan sơ sơ được không? Chết rồi, chạy từ kia xuống không ăn được buồn lắm nha. Mà có ông có đặt bàn trước chưa? Tên với điện thoại lại hả? Vô trong thấy coi gặp ổng không? Thấy rồi, người đứng chụp hình nè. Lát vô đây chụp hình nha. Rồi, vô rồi. Ok, bây giờ thì chưa có được vô ăn, nhưng mà được vô quay để mà tham quan trước chỗ trong. Chứ có bàn vô tham quan trước để tham quan nha mọi người. Mấy cái hình này ông đã mua 5.000 nữa. Ông già chạm gì. Quay vô đây đi.
Trần Trần Tàu Hoàng, Tàu Hoàng. Cái này là cái quầy mì á mọi người. Đây nè. Có nhiều loại mì. Cái này tấm tô cực kỳ. Bên đây là tráng miệng. Rồi, bánh trái cây nè. Ủa? Không phá kìa. Để lát nữa ông nói chuyện với bạn nó xong rồi mình đi qua bên đó mình nói chuyện với ổng ha. Rồi chỗ này là nước chấm. Đây, nước chấm. Cái này chị quay khó thấy lắm. Thì cái hũ nó hơi bị chặt sâu á. Đó. Ở đây ông có để thêm mấy cái ở đây ông có để thêm mấy cái đồ gia vị giống như là nước tương, nước mắm với lại tương ớt. Ok, giờ đây để nó nói chuyện với ông. Ê, nó bóc kia kìa. Đi qua nói chuyện với ông. Đây có kem, đây để mình lấy thoải mái luôn á. Dạ, con nhà mới quá, cái gì cũng thường hết á. Nó có chưa vào sẽ cạn nước. Đang quay rồi. Đang quay rồi. Thì đó, từ từ thấy được. Để đợi ông quay xong mình đi vô mình xin ké được. Đừng đi trước đi, đừng đi trước đi. Qua wow, cũng cao quá, bắt tay không ướt cái. Trời, ông mới kéo chân đó. Mới kéo chân, dài quá. Cao được dài quá trời luôn. Bê lên hơi đi. Rồi, chụp hình nha. Rồi, 1, 2, 3. Hai ba lo lo con tôi thấy mẹ luôn. Bé cho tắm nãy rồi. Ông cao thiệt, ông cái chân lên ông cao thiệt luôn á, nhìn cho trong clip ông thấy ông không có cao nhiều thôi, chứ ông mình có chút xíu ông cao ghê. Bây giờ biết chờ 2 tiếng đồng hồ mới được vô. Thôi đi vòng coi tiếng cho mọi nói con bức mở cái Adalas á. Đó. Thịt quá trời kìa. Thôi đi đâu mà. Đây cái chuyện này chỉ đang chấm thịt vô. Mày bị cái rau cải này chưa? Thấy cái rau cải này quay chưa? Cái rau gì nè? Rau giúp cá, cải thảo, rồi sa chân thịt. Quá trời, sao mà nó
Cua đông, đâu rồi? Cua tôm ăn. Cái đó đó. Cua trời ơi. Đây nè. Ông Phan Bất ông đang đi từng bàn, ông đang đi từng bàn để mà ông chào mọi người. Thành ra nãy mình chưa có bàn mình đứng thôi, cho mình thôi mình chen vô mình xin cho mình ké luôn. Hải sản kìa. Hải sản kìa. Có này gì đây? Mực, tôm, hào. Hào, ngao, cá viên, bạch tuộc mini bên kia, bên góc lát. Có tôm với lại... cặn bên kia là mấy sòng cá viên. Ghi scallop, ông thấy scallop đó ta. Này, cái này scallop nè. Chắc là giảng viên thôi, chứ không phải là... Cái gì mắc quá. Giá này cũng bình dân mà, không? Rồi ăn này kiểu như là mình thấy là không có phải là gì để gì mà ít ít sao bị trăm liên tục như nó khác hay sao? Rồi. Đã ha. Rồi. Ôi, 2 tiếng nữa lộn mọi người đó. Thôi mình đi ra ngoài mình ngồi chờ. Đây, sang ngồi chờ đi. Đó bụng quá. Nó mở cái tay lát gì kìa. Đông người lắm, đông người đứng chờ lắm. Tại vì chưa nắng cô chú á đi xa đi trên tới đi xin ba lắm luôn. Rồi. Đó, đi đây. Yeah. Rồi. Em cho chị một tấm cho bà con. Ok. Mấy cái ghế ngồi lại. Em Đà Lạt. Chụp nguyên gia đình chị. Rồi, chú chữa đây. Đây là chồng không để cho hai cô dạ, chụp đi rồi tới hai đây chưa ai phải cho chị lấy cái chữ đi đâu rồi lên đây nè vô ông nội cho chồng tôi chụp tấm đi ông nội trời ông đứng xếp hàng nãy giờ ông kêu nãy giờ đó rồi vô cười đi cười 2 3 2 3 rồi okay. Rồi đẹp thank you rồi đó ra bảng rồi reopening đây chụp đẹp hơn nè tôi làm YouTube có 5 năm tôi 7 tuổi chưa
Sao bé nhí mày hả? Tụi bé nó chả? Tụi bé nó chả. Ok mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ lên xe rồi chờ 2 tiếng sau để coi có bạn không thì họ sẽ gọi cho mình. Chạy từ Dallas xuống đây cũng phải 4 tiếng hơn mà không có đặt bàn trước. Mà không biết chắc cũng không có cho đặt đâu. Tại vì mọi người ở đây coi khai trương múa lân xong rồi đi vô ăn luôn. Giờ đông quá, ở chung quanh mọi người đứng chờ để chụp hình tùm lum. Rồi ai nấy cũng quay clip rất là nhiều cho nên mình thấy là cũng phải chờ cũng hơi lâu lâu á. Thôi bây giờ lên xe ngồi chờ đi chừng nào tới thì chúng ta vào trận chúng ta review tiếp. Ok, giờ sẽ tạm ngưng video này ở đây nha.